Xin chào tất cả, hôm nay thì mình sẽ review qua về bộ trang phục mới của vị tướng Quyền Vương Red Mua Thái anh em ơi. Một trong những bộ trang phục mang đậm chất văn hóa của bên Thái Lan, và cũng như là đây một trong những nền văn hóa về võ thuật Thái Lan anh em ơi. Đó, Red Quyền Vương và bộ trang phục độc quyền cho bên Thái Lan luôn. Và chính thức bên Thái Lan đã ra mắt rồi bộ trang phục này rồi. Mình thì chỉ có thể là chơi thử xem là cái vị tướng, cái ngoại hình trang phục của vị tướng này trong một trận đấu nó sẽ như thế nào. Trải nghiệm nha anh em ơi. Kèm theo là cái vị tướng này sẽ có hiệu ứng biến về, và tí nữa mình sẽ review cho anh em xem hiệu ứng biến về nó sẽ như thế nào. Còn bộ kỹ năng thì chắc chắn một điều thì không thể xem được rồi. Đó, chỉ có thể là xem được hiệu ứng biến về thôi. Và hiện tại thì cấp độ của mình khá thấp, anh em thể nhìn thấy là team này không biết là phải team máy không, nhưng mà chắc là không phải team máy rồi. Khá là lắm tốc hành. Ok, bây giờ anh em cùng mình trải nghiệm qua bộ trang phục này nha. Ok, và trận đấu rồi, anh em thể nhìn thấy ngoại hình rất là ngầu luôn này. Hai tay của vị tướng Quyền Vương của chúng ta bây giờ được tô lên màu vàng và cực kỳ đẹp luôn. Thật sự đây bộ trang phục phải nói là mang đậm chất phong cách không biết là võ thái anh em ơi, quyền thái nhá, quyền thái. Không biết là anh em đã xem những cái bộ phim đến từ Thái Lan chưa, khi mà võ thuật Thái Lan ấy, chắc chắn anh em một điều sẽ có sẽ có cái này luôn, sẽ có phong cách lúc mà nó tấn công, khi mà những cái đó những cái người mà học võ thì đều có phong thái giống Quyền Vương trong trận đấu này anh em ơi. Đó, giơ hai tay đến trước mặt và anh em thể nhìn thấy là mình đang đá, cố gắng đá thanh niên Natalia đây. Hiện tại mình đang chơi ở phiên bản Đài Loan lên Pro 3 nhá. Mình sẽ cố gắng review qua hết toàn bộ những cái bộ trang phục mới cho anh em xem. Đó, chỉ về cái ngoại hình thôi anh em ơi. Nhìn thấy chưa? Anh em thể nhìn thấy nhá. Khá là đẹp luôn đúng không? Cái bộ trang phục này mình nhận xét luôn là khi mà anh em nào chơi Liên Minh Huyền Thoại thì anh em không thể nào mà có thể là bỏ qua được. Tại vì sao? Nó rất là giống như kiểu Lee Sin anh em ơi, rất giống Lee Sin trong Liên Minh Huyền Thoại nếu mà cái bộ trang phục này đấy. Ôi thôi thôi, ganh gì mà sớm vậy trời. Trời ơi, chưa gì mình đã bị ganh sấp mặt rồi anh em ơi. Chưa gì đã bị ganh sấp mặt và đã được thăm hỏi đến từ cái thanh niên Superman. Ok, bây giờ thì sẽ cho anh em xem hiệu ứng biến về nhá. Đó, anh em nhìn chưa? Hiệu ứng biến về này, lộ này, trời ơi. Đẹp dã man luôn đó. Đây là hiệu ứng biến về dành cho vị tướng Quyền Vương nhá. Thật sự là khá là hấp dẫn đúng không? Đó, và cái bộ trang phục này thật sự thì nó bán cũng khá là chát đấy. Bên Thái Lan trước đây thì mình đã review qua, mình không nhớ là, nhưng nói chung thì cũng khá chát, và về bên Việt Nam thì cũng chát luôn. Bộ trang phục này nếu mà ra mắt thì chắc chắn ra mắt bên Đài Loan trước, rồi sau đó đến Việt Nam. Bây giờ thì chỉ nhớ là review cho anh em thôi. Anh em nếu mà thấy ngoại hình này đẹp thì có thể là để giúp mình một like và đăng ký kênh. Nếu mà xấu thì anh em thì để lại bình luận bên dưới và nêu quan điểm anh em nhá. Đó, anh em nào hay chơi Liên Minh Huyền Thoại thì chắc chắn một điều đấy chưa, mình đã nói rồi. Anh em liên tưởng với Lee Sin bộ trang phục gì thì có thể để lại bình luận bên dưới. Lee Sin bộ trang phục gì nhỉ? Thật ra thì một năm mình không động đến Liên Minh Huyền Thoại rồi, thế nên là mình cũng không thể nào có thể nhớ nổi đấy anh em ơi. Thầy Tu Mù chăng? Rồi, ok, nói chung thì rất đậm chất của bên Lee Sin. Một tướng Lee Sin anh em ơi. Rồi, chơi luôn này. Ok, và mình bộc phá này. Một mạng luôn, rất thơm anh em ơi. Đó, một mạng rồi. Ăn được cái mạng chiến công đầu khá ngon, và hiện tại mình chưa việt hóa đây chứ đâu, mạng thứ hai đi chứ đâu. Nhưng mà Alice rất nhanh rồi, khá là thú vị đúng không? Ok, mình lên cái Ngọc Đại Pháp Sư vậy, lên cái Phượng Hoàng Lệ đi, là lên level phép mình được hồi máu luôn này. Rồi, chủ yếu review qua cho anh em thôi. Những cái bộ trang phục mới này mình đã review gần hết rồi, bây giờ còn thiếu nếu mà anh em chưa xem qua thì anh em có thể tìm lại những cái lịch sử mình đăng clip đó. Chắc chắn một điều anh em còn nhiều anh em chưa xem qua đúng không? Rồi, và bây giờ hiện tại thì mình sẽ cố gắng review cho anh em nhanh về cái bộ trang của vị tướng The Flash nha. The Flash tương lai ở hiệu ứng màu xanh, nhưng mà nói chung thì mình không thể test được hiệu ứng. Rồi, chơi luôn lại. Một mạng combo vị tướng này thì vẫn thế thôi, ném chiêu 2 làm chậm, sử dụng chiêu 1 để hất tung, và sau đó sử dụng chiêu cuối đẩy về ấy. Còn không cần đẩy về nếu mà đối phương yếu máu quá, anh em sử dụng luôn chiêu cuối để ăn mạng nhá. Ok, đây này, trời ơi, nó ném choáng, biết ngay mà. Nó ném choáng tôi, mình chưa có chiêu cuối không đẩy được vậy. Ôi, ném liên hoàn, bật luôn gầm thét, sợ thật, đúng là máu thật. Công nhận là thanh niên, đây, có hàng, mình sẽ cố gắng ném chuẩn xác. Đó, chuẩn xác rồi, đẩy lùi về, một mạng, cẩn thận nha, Van Hên trong bụi này, nó trong bụi. Ai hỗ trợ tôi cái, nó trong bụi, ui. Rồi, xem nào mình có KS nổi không, có KS nổi không. Đó, một mạng nữa, 401 rồi, rất là xanh đúng không. Team ăn 5 mạng và hầu như mình mạng nào mình cũng có mặt hết rồi.
đó. Khá là xanh. À, đánh bên Đài Loan này em thì nhìn thấy là cái ping, cái mạng của mình nó rất là chập chờn, nên mình sẽ cho xem qua về cái hiệu biến về này. Đấy nhá, hiệu biến về nhá. Đó, có hiệu biến về khá là ngầu đúng không? Rồi. Với bộ trang phục này thì mình thật sự rất là thích với cái hai bàn tay. Anh em thì nhìn thấy chưa? Rất đẹp luôn nha. Ok, và đối với vị tướng Natalia này anh em nhìn nha. Có thể bị khống chế khi mà anh em phá hủy được cái lớp giáp. Khi mà vị tướng Natalia sử dụng chiêu cuối thì được buff lớp giáp đúng không? Anh em phải phá hủy được cái lớp giáp đấy thì anh em mới có thể khống chế hoặc đẩy lùi hoặc hất tung được Natalia, chứ không phải là hoàn toàn là không thể hất tung được. Nhiều anh em mới chơi thì không biết cái điều đó đâu. Ok. Thật sự rất đẹp, kể cả nếu mà cái bộ trang phục này mình khẳng định em một điều là nó có hiệu kỹ năng nhá. Có hiệu ứng kỹ năng 100%, kể cả chiêu 1, chiêu 2, chiêu 3 và cũng như là những đoạn đánh thường. Đó, mình chỉ có thể review cho anh em được cái hiệu biến về thôi, chứ còn hiệu ứng kỹ năng chiêu 1, chiêu 2, chiêu 3 thì chưa có được anh em ơi. Tại vì mốt mà chưa thể nào có được. Rồi. Uầy, đông quá đông quá. Hiện tại thì team bạn đang tập trung ra khu vực đứng giữa, căng quá, đừng có chơi em. Rồi ok, từ từ nha, mình sẽ phải cần sự hỗ trợ của đồng đội này. Trông thế mà team bạn thay quá choáng rồi, thôi sấp mặt tàn tập rồi. Mang phép bổ trợ bộc phá đi để KS. Hiện tại thì cấp độ của mình trong cái phiên bản Đài Loan này, cấp độ ở nick chính nó khá thấp, mới level 11, 12 thì mình cũng không nhớ nữa. Vậy nên là hiện tại giờ chơi thì không có bảng ngọc này, kèm theo là không có bảng ngọc là một nhá. Kèm theo là hiện tại thì cấp thấp nên đánh với anh em toàn những anh em mới tập chơi thôi. Với cả là những cái phép bổ trợ này của mình thì nó chưa được mở hết. Đó, chỉ mở được mỗi vài cái phép bổ trợ thôi. Ok, mình sẽ ra vừa đứng giữa đánh nhau cá to. Đang có Roker. Roker thì là một trong những vị tướng mới và đã ra mắt chính thức bên Đài Loan rồi. Và cũng sớm cập nhật bên Việt Nam anh em ơi. Hất tung, đẩy lùi về. Hay quá, ok, chết này. Té ra cái chiêu cuối của Natalia, anh em phải cẩn thận này, đá này. Mình sẽ lên thật là nhiều những trang bị để đá thốn hơn nha. Hiện tại mình cũng rất là xanh rồi. Xanh dần như thế này, đá cực kỳ thốn rồi. Bây giờ thử xuống xem bắt được đây từ hỗ trợ cho thanh niên Triệu Vân ăn mạng đã. À đâu, ăn rồng đã. Ăn rồng đã, nhưng mà hiện tại máu của mình nó cũng khá là giấy, cố gắng ăn rồng đã nào. Ok, rồng đã bị hạ cục rồi nha. Trời ơi. Các bạn không farm đi ra hết đường giữa tranh với mình thế này. Quay. Thôi đuổi mình thế này thì sợ rồi. Ok, mình cứ đứng đây mình ném thôi. Cứ đây đứng đây mà ném thôi, có gì ở đâu anh em ơi. Đó. Uầy, trời ơi, còn xíu vậy. Bộc phá xịt rồi nha. Vừa sau anh em thì nhìn thấy, uầy, Roker, cẩn thận đàn ơi. Chơi luôn này, vùi giáp dày quá anh em ơi. Giáp khá là dày, mình sẽ cố gắng đẩy lùi về nhưng mà rất khó. Đúng phong cách bên Liên Minh Huyền Thoại thì cũng gọi là inset xong đẩy lùi về. Còn đối với Quyền Vương bên Liên Quân Mobile thì cũng vậy thôi anh em ơi. Hất tung này, ném chiêu 1 làm chậm, chiêu 2 hất tung rồi chiêu cuối đẩy lùi về. Một bộ combo thật sự, nếu mà anh em phải xử lý thật là nhanh cơ thì mới có thể làm được như thế. Và chắc chắn anh em một điều, bộ trang phục này ra mắt hút máu khá là nhiều của anh em. Tại vì sao? Những em nào thích chơi vị tướng Quyền Vương này thì hầu như thì cái bộ trang phục này không thể bỏ qua được. Nhìn nó khá là ngầu và đẹp đúng không? Và Liên Quân Mobile rất ưu ái cho vị tướng Quyền Vương khi mà mới ra mắt cái bộ trang phục Rat Băng Quyền rồi. Băng Quyền Quán Quân rồi, bây giờ lại ra mắt thêm cái bộ trang phục Rat Quyền Vương mua Thái nữa. Thật sự thì rất là thú vị rồi đấy. Ưu đãi quá, ưu tiên quá. Kèm theo những cái vị tướng khác thì hầu như đều không có trang phục, có những vị tướng chưa có trang phục nào cả mà đây là có 2-3 trang phục rồi, buồn thật đấy. Tối phát đấy mình tiếp cận được, mình đẩy lùi về thì đẹp quá. Mỗi tội là đánh Quyền Vương vẫn còn gà quá anh em ơi, còn khá là gà chơi lại. Đẩy lùi về, ok, một mạng nha. Rồi đây này chết nha. Mình nén được cái choáng của vị tướng Natalia rồi. Hiện tại anh em thấy nhìn Roker sao mà đẩy trụ ghê vậy. Gặp Triệu Vân lại chạy, yêu ơi. Chạy luôn mới sợ chứ không đứng lại solo, sợ thật không đứng lại solo luôn. Wow, bây giờ mình cảm thấy là mình hỗ trợ nhiều, không hình như biến về rồi. Mình đấm thì không có trong bụi. Đó, không có trong bụi. Team ăn 10 mạng, ăn bằng mình ăn 7 mạng và hỗ trợ 3 rồi. Cái này là tuyệt đối rồi. Tuyệt đối rồi. Đó, khi mà lên thật là nhiều trang bị thì cuối game anh em bán giúp mình cái trang bị Phượng Hoàng Lệ đi nhá. Bán cái trang bị đấy đi để anh em có thể lên được trang bị khác khỏe hơn. Giả dụ như sách thánh này. Ok.
Đấy, ping bắt đầu lại đỏ lại lag rồi này. Nói chung thì đánh bên nước khác mà. Bên nước khác thì hầu như thì về cái wifi thì nó khá là chập chờn. Mình cũng không chịu khó leo danh ở cái bên Đài Loan này đâu. Leo danh bên này toàn gặp Tây Tàu chát chán lắm. Bên Việt Nam mình gặp anh em thì còn biết. Đó. Ném lại, chạy đi đâu, bay đi đâu. Bay đi đâu á, đây thử lại sấp mặt, lại sấp mặt toàn tập rồi. Mình chính thức lên điện thoại rồi nha. Dịch được cả tiếng Tây tiếng Tàu, nó nói là mình lên điện thoại rồi. Chính thức đã lên điện thoại. Rất đơn giản đúng không? Đây này, đang đánh nhau bên dưới này, đánh nhau bên dưới kìa. Không sao, chúng ta sẽ đẩy trụ đá, mình lên được cái trượng bùng nổ. Thì khi mà lên được cái trượng bùng nổ, anh em biết là ném vào mục tiêu ấy, thì những cái mục tiêu ném vào một mục tiêu thì những cái mục tiêu đứng bên cạnh thôi cũng bị chịu sát thương nhá. Đấy là cái mô tả của quý vị có cái trang bị trượng bùng nổ, khá là thú vị đúng không? Và ở Quyền Vương chúng ta cũng hạn chế lên cái trang bị trượng băng, tại vì là vì sao, bộ kỹ năng vị tướng này cũng khả năng làm chậm rồi. Bây giờ thử xem nha, một bộ combo nào. Chạy đâu, đợi chạy đâu chứ. Hết chạy luôn, đúng thật. Chỉ kịp làm tráng mình thôi chứ còn không sống nổi luôn, chết luôn rồi. Cho ném tân xịt thế này. Lỗi vậy. Xử lý như đồng đoàn thế này. Trời ơi, lâu lắm không đánh này. Anh em thấy nhìn thấy là khi mà ném ra thì gần vườn chúng ta có thể đá nhá. Đá chứ không phải ném. Đá cái chiêu thứ hai ra. Có lúc ném, có lúc đá, khá là thú vị. Đó, đá anh em nhìn chưa. Rồi. Công nhận là có bộ trang phục này, kể cả cái ngoại hình thôi, mình chưa test được cái hiệu kỹ năng, nhưng mà chỉ cần cái ngoại hình như thế này thôi mình đã thấy khá là thú vị rồi. Và đánh tự tin lên rất là nhiều nhá. Uầy, đông quá. Trời ơi, ui. Xiên một phát mình lại phải sợ bạn à. Rô cơ này, ủi châu vậy. Châu đánh lâu chết, bộc phá. Ok, một bạn nữa, 10-0 rồi. Em đi học được 10 điểm rồi. Mình sẽ nắm. Ui, ôi, chạy đâu được này. Đó, đánh thường một phát. Và anh em biết là hiện tại Quân Vương chúng ta trong phiên bản này được tăng khá là nhiều sức mạnh đúng không? Đó, được tăng sức mạnh nên không bị giảm đâu anh em ơi. Vậy nên là anh em cố gắng chơi. Ui, đau vậy. Ui, trời ơi, mình sẽ cố gắng. Ui, chạy về. Ui, sợ thật, viết phát đấy tí nữa thì mình chết luôn à. Thử xem nhá, Quân Vương đâu. Van Hên chưa chịu về, Van Hên hoàng tử quạ chưa chịu về. Thử xem hoàng tử này mình ném phát nữa đây. Ôi, lại ném xịt này. Lại, chúng rồi, còn xíu máu thôi. Rồi, một chiêu cuối của vị tướng tên rất đơn giản và đã kết liễu được vị tướng Van Hên rồi anh em ơi. Thấy chưa, cực kỳ đơn giản mà cũng đạt hiệu quả. Đó, đơn giản mà đạt hiệu quả. Tôi chết rồi, mình lên nhầm đồ rồi. Sẽ lên cái này, sẽ lên thập tự kiếm vậy. Có lẽ là mình sẽ phải lên cái trang bị khác anh em ơi. Hiện tại thì không biết bán đi có đủ đồ không. Đây này, đáng ra là anh em phải lên cái trang bị đây. Rồi, ok, phải lên đúng cái trang bị này mới chuẩn bài. Quá chuẩn bài luôn. Ok, mình sẽ cố gắng pha một chút đá. Đấy, anh em nhìn chưa. Quay, lên xong cái trang bị xong là anh em thấy nhìn thấy cái tay. Cái tay của vị tướng Quyền Vương này khá đẹp nha. Đó, nắm đấm này, trời ơi, nó phát sáng lên còn đẹp nữa này. Ok, nói chung thì clip này chỉ là review qua cho anh em bộ trang phục mới của vị tướng Quyền Vương thôi. Red Mua Thái, một trong những bộ trang phục mà mang đậm chất văn hóa Nhật Bản. À đâu, mình xin lỗi, nhầm. Tự nhiên Thái Lan nhảy sang Nhật Bản. Một trong những bộ trang phục mang đậm phong gọi là văn hóa của Thái Lan, và cũng như là một cái loại võ thuật của bên Thái Lan nhá. Đó, ném liên hoàn thôi, đứng bên ngoài mà cấu diệt đấy nhau ơi. À, lại xịt đẩy như vậy. Quay, trời ơi, mình sử dụng một bộ combo, trời, một bộ combo xịt hết toàn bộ, và chính thức mình đã bị mất trinh rồi, mất trinh tiết rồi anh em ơi. Mình không nghĩ được rằng là phát đấy là có thể xử lý lỗi như thế đâu. Ở cái gì thì cũng thế thôi, nói chung thì lâu lỗi một phát cho nó rút kinh nghiệm. Ok, mình sẽ lên cái trang bị, mình sẽ bán cái phượng hoàng lệnh này và sách thánh chẳng hạn anh em ơi. Sách thánh nhá, khi mà lên bây giờ lên sách thánh này sẽ rất là khỏe luôn, đấm cực kỳ thốn, đấm thốn dã man, đấm từng cục máu một luôn đấy. 12, 1 và 5 rất là xanh rồi. Nói chung team bạn trong trận đấu này không phải là máy nha anh em ơi, nhìn cách đánh là biết ngay không phải máy rồi, đánh với người rồi.
Mình tại cấp thấp quá đánh chỉ sợ đánh với máy thôi, đánh với máy thì rất là chán rất là chán luôn. Tại vì đánh với máy thì đơn giản mà. Đánh với người bên Đài Loan, đánh với anh em bên Đài Loan xem là như thế nào. Đó, xem là tuyển thủ bên Đài Loan sẽ ra sao. Một ném này, một màng. Ok, bây giờ thì mình sẽ vét máng đây. Đấy, đây, 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 chết. Chạy, chạy đâu? Đây chứ đâu? Hai mạng. Ba mạng. Ba mạng này. Triple kill, quadra kill nào. Quadra kill. À, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Tại thì chạy này, lách này. Ném khá thốt anh em ấy. Quadra kill, trời ơi. Bốn mạng. Mega của tôi đâu rồi? Hiện tại hình như là team bạn có một người AFK thì phải. Đúng rồi, Lilian AFK rồi. Buồn thật. Câu đà phát đấy là kiếm được Mega thì tuyệt vời quá, mỗi tội được Quara thôi. Ok, mình sẽ kết thúc trận đấu luôn tại đây nhá. Clip review qua bộ trang phục vị tướng quyền vương Red Muay Thái của mình đến đây kết thúc rồi. Anh em nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Kèm theo bật thông báo kênh lên để cập nhật những clip mới nhất. Bye bye. Đến đây là kết thúc rồi, anh em nhớ ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Và kèm theo là ấn vào hình thông báo kênh để cập nhật những thông báo mới nhất từ kênh YouTube mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Mãi yêu, bye bye.